Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đồ đấu trường lộ diệm. Ngươi đẻ người ra trận, sợ là đã hết người ứng chiến rồi hả? Đổi người khác đi. Thực lực của mặc đồ này của chúng ta là mạnh hơn một chút, chẳng trách các ngươi không dám lên sân. Thế này đi, chúng ta đấu sinh. Chúng ta sinh đấu. Nếu ai thắng được hắn thì dẫn người rời đi, thua rồi thì đưa 100 mặc tệ là được. 100 mặc tệ. Hạ vị mặc đồ có thể tùy ý lấy ra 100 mặc tệ hay sao? Một lục phẩm mặc đồ giá trị không thấp. Đáng cả vạn mặc tệ đấy. Ngươi thật sự là làm được sao? Lộ diệm, ngươi nói thật hả? Tự nhiên là thật rồi. Lời nói ra trước mặt mọi người còn có thể lật lọng được chắc? Đây là muốn đánh hội đồng hả? Chứ vị chắc không phải là muốn lấy đông bắt lạt ít đấy chứ? Cho dù giáp nhất thực lực đăng thiên cũng không thể nào chịu nổi một trận loạn đấu của nhiều người như vậy đâu. Nhà các ngươi chưa từng thắng, không có năng lực thì đừng đến tham gia. Đừng có nói sớm như vậy, ta là vừa có được lô bộc của Minh Vương Thiên đấy. Thế này đi, để mặc đồ này của ta tùy ý chọn một đối thủ, hắn chọn ai thì người đó lên, chư vị không cần tranh chấp. Nhường nhau chút đi, để ta đến trước. Giáp nhất, ngươi tự mình chọn một tên đi. Ngươi. Hai người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trận tiếp theo quy củ như cũ. Nhưng mà, người thua cần đưa ta 500 mặc tệ. Lộ diệm là coi ta thành cây hái tiền rồi hả? Kẻ tiếp theo. Kẻ tiếp theo. Đã nhường rồi, 1.000 mặc tệ ta xin nhận nhé. Dám chơi dám chịu, vui vẻ lên đi. Lộ diệm có hứng thú đánh một trận nữa hay không? Mặc dù nói ba trận trước đều là hắn thắng, nhưng nhìn dáng vẻ cạn kiệt sức của mặc đồ đó, trận tiếp theo chắc chắn sẽ thua. Không đánh nữa, không đánh nữa. Ta bỏ ra 2.000 mặc tệ. Hôm nay thì thôi đi, lần tới sẽ có cơ hội. Nại để hắn cọ sát với bọn chúng. Một tháng sau. Lời lớn rồi. Lần này cuối cùng cũng kiếm đủ mặc tệ tấn thăng rồi. Đánh cả nửa tháng trời, lô bộc đó của lộ diệm thật sự là chưa từng thua. Còn chưa nhìn ra hả? Chúng ta đều bị lộ diệm chơi đảo rồi. Lô bộc đó của hắn căn bản là không thể nào đánh được. Ta cũng cảm thấy mỗi lần đều đánh ra một bộ dáng sắp thua rồi, nhưng đến cuối cùng thì đều thắng. Xem ra trong cuồng phong lĩnh đại khái không ai nguyện ý đánh với ta nữa rồi. Cây hái tiền ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mặc sao? Tốt, tiến vào đi. Bính Tam, Đinh Tứ, hai người các ngươi theo ta tiến vào. Bảo trọng. Nhìn dáng vẻ của Đinh Tứ, sao giống như không thể nào quay về được vậy? Chủ nhân là muốn tấn thăng hay sao? Không sai, đây đã là lần thứ hai rồi. Tấn thăng của Mặc tộc liệu có thất bại hay không? Đương nhiên, nhưng mà hậu quả phải gánh vác nếu tấn thăng thất bại của Mặc tộc không hề nghiêm trọng. Nhiều nhất thì là hư nhược một khoảng thời gian, sớm muộn cũng có thể hồi phục được. Lộ diệm đến này là tương đương với thượng vị Mặc tộc lục phẩm khai thiên. Tấn thăng thành công thì chính là cấp bậc lãnh chủ rồi. Đến lúc đó thì không dễ đối phó đâu. Đúng rồi, chủ nhân đem Bính Tam và Đinh Tứ dẫn vào làm gì vậy? Theo lý mà nói, việc tấn thăng quan trọng như vậy, dẫn theo hai mặc đồ tiến vào có thể làm được gì chứ? Chủ nhân tấn thăng cần tích lũy sức mạnh, dẫn theo bọn họ là đề phòng lúc cần dùng đến. Lộ diệm là muốn lấy bọn họ làm thức ăn, thôn phệ thiên địa vĩ lực của bọn họ để hoàn thành tấn thăng của chính mình à? Mặc sao? Xem dáng vẻ, lộ diệm đã tấn thăng thất bại rồi. Chỉ có một mình Đinh Tứ ra rồi. Xem ra, Bính Tam lành ít giữ nhiều rồi. Trường cược đấu của cuồng phong lĩnh này không kiếm được tiền nữa, vậy thì chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục. Được lắm. Cây hái tiền này lại sắp vào vị trí nữa rồi. 2 năm sau, trường cược đấu. Tuy ta tiếp xúc qua không ít thượng phẩm khai thiên, nhưng chưa từng gặp qua thiên địa vĩ lực lồng đậm tinh thuần như vậy. Cảnh giác, địch tập kích.
là mấy tên xúc sinh đó đến rồi. Họ dám đi sâu vào trong lãnh địa của tộc ta như vậy, đúng thật là to gan. Tốt quá rồi, các tiền bối của Động Thiên Phúc Địa đánh đến rồi. Uy thế của bát phẩm thái thượng ra tay ta từng thấy qua, tuyệt đối không hung mãnh như vậy, nhất định là có cường giả cấp cửu phẩm ra tay. Đi về phía trường cược đấu giá. Chúng Mạc tộc cùng ta phản kích. Ta chẳng qua cũng có tu vi ngũ phẩm, dưới uy năng này tuyệt đối là không sống được. Giáp Nhất, cậu, không cần nói nhiều, đi theo ta. Uy của lão tổ cửu phẩm đáng sợ như vậy, chỉ là một chiêu bí thuật đánh xuống, một lĩnh địa đã tan thành mây khói. Mau đi tìm chủ nhân, chúng ta như vậy là không an toàn. Tìm chủ nhân gì chứ, ta vất vả chờ đợi 2 năm mới tìm được cơ hội, sao có thể quay về cơ chứ? Đinh Huỳnh, tặng Huỳnh một món quà lớn. Giáp Nhất, ta đây nà. Vào càn khôn của ta trước, có gì sau này hãy nói. Chỉ cần trong thời gian đầu chứng minh mình không bị mặc hóa, thì mình có thể chạm mặt với các cường giả nhân tộc rồi. Chỉ là không biết ở chiến trường hung hiểm như vậy, ta có thể tìm được cơ hội tự chứng tỏ trong sạch hay không. Nếu mơ mơ hồ hồ bị người ta giết sẽ trở thành trò cười. Mình phải ra tay từ đâu đây? Lợi hại thật, nữ nhân này lại có uy thế của thất phẩm đỉnh phong. Tiểu tử này nhìn thì chẳng qua chỉ là lục phẩm, nhưng lại chịu được chiêu này của mình. Phùng Anh, mặc đồ càng khác biệt thì lại càng muốn đuổi cùng giết tận. Tiền bối, ta không phải. Là tín hiệu rút lui. Chờ chờ đã, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, nghĩ đến cơ hội lần sau cũng sẽ rất khó. Là Mặc Chi Vương tộc. Giáp Nhất, chủ nhân, mạng của Lộ Diệm này lớn thật. Sân cược đều đã bị hắn cho lỗ thành như vậy rồi, hắn vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Người lại vẫn chưa chết, thật là tốt quá rồi. Giáp Nhất đúng là một cây dụng tiền hiếm có. Ai cũng đều có thể chết, chỉ có mình hắn là không được. Đi thôi, truy kích theo ta. Đinh Tứ đi đâu rồi? Hắn chết rồi. Đáng tiếc thật. 1 giờ sau. Tình hình của chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ Mặc Chi Vương tộc khi nhân tộc rút lui đã ra tay ngăn cản. Xung kích trận hình của đội ngũ nhân tộc. Để sót nâu thuyền này rồi. Giết. Đám tạp toái các ngươi cũng dám ngang ngược hay sao? Là cô ta. Tiếp tục công kích. Hỏa lực càng mãnh liệt hơn rồi. Bí bảo này không chịu đựng được bao lâu nữa. Nếu như tiếp tục tiêu hao, những võ giả con người này chỉ có thể kết cục toàn quân bị hủy diệt. Thần thông pháp tướng, cô ta dự định nhiều mạng hay sao? Thần thông pháp tướng, cô ta định nhiều mạng rồi, còn đợi gì nữa, còn không mau đi đi. Kiếm lên. Vị tiền bối đó rõ ràng là muốn lưu lại ngăn cản truy binh. Để lâu thuyền chạy đi. Tranh giành một hy vọng sống cho những nhân tộc còn lại. Cùng nhau lên. Thần thông pháp tướng còn có thể chơi như vậy hay sao? Thiên địa vĩ lực xung quanh của kiếm đó, sợ là đến long thân của ta cũng khó mà chống đỡ nổi.
Mấy người các ngươi đứng phía trước như vậy làm gì hả? Còn muốn sống hay không? Khi cửu phẩm não tổ đánh đến đây, hắn đã sống sót, đến ngay cả bách trượng kiếm long không tập. Hắn lại không chút thương tổn nào, gia hỏa lại đâu ra vận khí tốt như vậy chứ? Giữ lại cũng vướng chuyện, không bằng ta tìm cơ hội lén đâm chết hắn cho rồi. Không ổn, lại có dự cảm chẳng lành, nghĩa nào còn có cao thủ. Không được, thần thông pháp tướng không kiên trì được bao lâu nữa rồi, phải nghĩ cách nhanh chóng đột phá vòng vây thôi. Phá? À, không kiên trì được nữa đâu, chúng ta lên. Nếu quá nhiều rác rưởi, trước tiên phải đem rác rưởi ngưng tụ thành một nhóm. Cỗ năng lượng này là cái bẫy, mau dừng lại. Rồi thì quét một thể. Mục đích giữ chân truy binh đã đạt thành. Đến nay đã đến lúc nên quay về hội tụ cùng với bọn họ rồi. Đó là Mạc tộc cấp bậc bực chủ. Đã kéo khoảng cách đủ xa rồi, ta đã an toàn rồi. Chỉ cần ra khỏi mảnh chiến trường này, ta có thể... Không xa không gần, vừa đủ một bước. Lão Lương liều với người. Lấy cái gì để liều với ta? Chỉ bằng cái tăm xỉa răng này sao? Giết cô ta, chút giận cho tộc nhân của ta. Không được, cho dù lúc này lộ hành tung ra, cho dù là hậu họa khó lường, ta cũng không thể nào mở to mắt nhìn thấy tiền bối đồng tộc chết ở đây. Gan không nhỏ, nếu vậy thì đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta đi. Nữ tử này là thất phẩm, sau này có tác dụng lớn. Ta cần mấy tộc người ở lại hộ pháp trị thương cho cô ta. Thì ra không phải là muốn giết cô ta, trở lại núi xanh không no gì không có củi đốt. Chỉ cần cô ấy có thể giữ lại một mạng, thì ta có thể tìm cơ hội xô tan mặc chi lực cho tiền bối. Đại nhân, ta bằng lòng ở lại. Lúc đánh trận chỉ biết trốn ra sau, lúc này lại ân cần như vậy, đúng là tên hèn. Nghỉ ngơi chút đi, mọi người chắc là cũng mệt rồi. May mà chúng ta đều chưa chết. Ngươi cũng vậy, mau hồi phục bản thân. Bên vực chủ còn cần ngươi ra sức. Nửa ngày sau, hồi phục xong rồi. Xong rồi thì mau chóng đến chỗ của vực chủ. Đây, tình hình gì vậy? Hỗn xược. Tiền bối. Càn khôn tứ trụ. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Báo thù cho chủ nhân. Tiểu tử, ngươi không bị mặc khóa. Lần đầu lúc ta gặp tiền bối thì đã muốn nói chuyện này với ngươi, đáng tiếc mãi không có cơ hội. Có thể chống lại mặc chi lực chỉ có càn khôn tứ trụ, chẳng lẽ cậu? Đúng vậy. Trong càn khôn của hậu bối, có thiên địa tuyền phong trấn một trong càn khôn tứ trụ. Tiền bối bị vực chủ mặc tộc mặc hóa, còn có thể duy trì tỉnh táo. Chẳng lẽ tiền bối cũng có càn khôn tứ trụ? Ta không có vận may tốt như là tiểu tử cậu. Chỉ là tiểu càn khôn của ta từng bị người dùng huyền cơ ngừ của một trong tứ trụ trồng vào đạo bí thuật, có thể giúp đỡ ngăn được một lần ăn mòn của mặc chi lực. Vì đối kháng của mặc chi lực, cường giả nhân tộc chúng ta lợi dụng càn khôn tứ trụ sáng lập ra bí thuật này cũng không có gì nà nạ. Hai tên mặc đồ này trở lại cũng vô dụng, ngươi giết đi. Tiền bối nhìn đây. Ngươi, đây là thủ đoạn gì lại có thể xua tan mặc chi lực?
Ngươi đây là thủ đoạn gì, lại có thể đuổi Mặc Chi Nực ra ngoài? Đây là bản lĩnh độc nhất của vãn bối, nhất thời cũng không thể nào giải thích rõ được. Mình ở Mặc Chi chiến trường tranh đấu với Mặc tộc 2-3 nghìn năm, chưa bao giờ nghe nói có thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn này nếu như dùng tốt, bên nhân tộc có lẽ là sẽ giảm thiểu tổn thất. Lần này không thành vấn đề rồi. Nơi này không thể nào ở lại đâu, đi theo ta. Đợi ngươi xuất thân ở... Ngươi xuất thân ở Động Thiên Phúc Địa nào, tên gì? Vãn bối là đệ tử Dương Khai của Âm Dương Thiên. Mình đây ngược lại cũng không phải là cố ý lừa cô ta, chỉ là mình thân là lục phẩm, cũng không phải là xuất thân Động Thiên Phúc Địa, vô duyên vô cớ chạy đến Mặc Chi chiến trường, nhất định là sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Ta là Phùng Anh của Bích Nạc Phúc Địa. Xin chào Phùng tiền bối. Tiền bối, chúng ta không quay về chỗ nhân tộc hay sao? Sao càng lúc càng đi sâu vào trong Mặc tộc vậy? Đại quân của Mặc tộc đang tập kết ở phía trước, chỉ dựa vào hai người chúng ta chưa chắc có thể xông phá phòng tuyến, vì thế tốt nhất là lên tìm trợ thủ. Trợ thủ? Tiền bối là chỉ Mặc Đồ hay sao? Thông minh, người có thủ đoạn sửa đổi tận gốc. Chúng ta có thể mượn một nhóm người tập kết lần này từ phía sau chế tạo hỗn loạn cho đại quân, Mặc tộc mới có cơ hội đi ra ngoài. Tiền bối, chúng ta trốn ở trong Mặc Vân ở bên kia như thế nào? Như vậy cho dù là nửa đường có Mặc tộc phát hiện chúng ta, cũng chỉ xem chúng ta là Mặc Đồ, từ đó buông lỏng cảnh giác. Không được, người có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càn khôn, nếu như ta đi vào Mặc Vân nhất định là sẽ bị mặc hóa. Tiền bối yên tâm, vãn bối đều có thể bảo vệ chu toàn cho người. Thủ đoạn này quả nhiên lợi hại, nhân tộc của chúng ta cuối cùng cũng đã nhìn thấy hy vọng rồi. Tiền bối, có hai vị lãnh chủ tới, bốn vị Mặc tộc cấp cao, năm vị Mặc Đồ. Số người hơi nhiều sợ rằng không thể nào dễ xử lý. Không sao, hai lãnh chủ kia giao cho tiền bối, còn lại cứ giao cho ta. Một đấu với chín, tiểu tử này có thể làm được hay không? Mình ở bên cạnh nội diệm 2 năm nay, lần này cuối cùng cũng có thể buông tay buông chân đánh một trận rồi. Nhìn bộ dạng của hắn ngược lại giống như là một đấu với chín nữ nhân vậy. Chủ nhân của các ngươi đâu rồi? Một tên Mặc Đồ lục phẩm, một tên Mặc Đồ thất phẩm, đều là bảo bối hiếm thấy. Chúng ta từ chiến trường bên kia qua đây, nhân tộc mạnh mẽ chủ nhân bị giết rồi. Nếu đã như vậy, các ngươi hãy đi theo chúng ta. Xem thường. Cái gì? Dám quay lưng với một thất phẩm, xem ra là đồ ngốc rồi. Tiểu tử này cũng không tệ. Giết chết hai kẻ đó, nhân lúc này. Các vị mau tỉnh táo lại đi. Vừa rồi đã đắc tội, mong hai vị ân nhân hãy thứ lỗi. Lời thị phi không tiện ở lâu, chứ càn khôn của ta trước đi. Dạ. 2 tháng sau, tiền bối. Chúng ta chờ cả tháng rồi, lúc nào mới về đây? Người vẫn còn quá ít, ít nhất là cũng phải tụ tập cả trăm người mới có thể quay về. Nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết. Cả trăm người, chúng ta mai phục 2 tháng mới cứu được 30-40 vị Mặc Đồ. Cả trăm người chẳng phải là mất cả nửa năm hay sao? Lúc trước, sức mạnh trên tay của chúng ta không đủ, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Đến nay, chủ nhân cũng có một số, nhân thủ cũng có một số, có thể chủ động xuất kích rồi. Tiền bối, chúng ta ra tay với chiếc thuyền kia hay sao? Là một cơ hội. Nhưng nhìn quy mô của thuyền nâu đó, có khả năng là Mặc tộc vực chủ tọa chấn. Hai người chúng ta có thể được không? Khả năng có vực chủ tọa chấn không lớn. 2 tháng trước, Mặc Chi vương tộc đích thân ra tay. Mặc tộc cấp bậc vực chủ ở phụ cận,
Vào lúc đó có lẽ đã theo vương tộc kia thượng trận rồi. Đương nhiên, việc gì cũng có lỡ như. Nếu thật sự có vực chủ, ta sẽ cố gắng kéo dài. Ngươi lập tức thoát thân đi. Tiền bối nói lời gì vậy? Vãn bối không làm được loại việc không có nghĩa khí như vậy đâu. Đi thôi, đợi nát nữa xem biểu hiện của ta rồi hẵng hành sự. Vị đại nhân nào là chủ ở đây? Hồng Khiêm vực chủ có lệnh truyền đạt. Là mặc đồ của Hồng Khiêm vực chủ. Lẽ nào là phía chiến trường lại xảy ra chuyện gì hay sao? Ta đi thông báo đại nhân. Tiền bối thân là thất phẩm khai thiên, ngụy trang mặc đồ của Hồng Khiêm vực chủ cũng rất là hợp lý, không thể nào không nói. Mặt không đỏ, tim không loạn mà nói dối cũng có được một nửa trình độ của ta rồi. Ta chính là Hiểu Nguyệt lãnh chủ. Vực chủ đại nhân có mệnh lệnh nói cho ta là được. Thất phẩm mặc đồ Thẩm Ngao. Mời đại nhân phụ thân. Chủ nhân giao phó, lệnh này chỉ có thể nói cho một mình ngài. Chủ nhân nói là đừng cúi đầu sẽ đứt. Vậy mà lại chơi đểu. Tiểu tử, không muốn giữ mạng nữa hả? Tiểu tử này điên rồi đó hả? Đó là mặc đồ thất phẩm đấy. Kẻ này chẳng qua chỉ là lục phẩm, lại có nội tình thâm hậu như vậy. Vậy mà lại chịu đựng một trưởng thông lực của ta. Đừng quay đầu, nếu không sẽ rơi đầu. Các ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn đứng yên. Đa tạ hai vị. Lời cảm tạ để sau hãng nói. Cùng chúng ta nghênh chiến trước đi. Đừng tha cho tên nào hết. Trên nâu thuyền, bây giờ cuối cùng đã gom đủ người rồi. Các vị hãy nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể đi vào con tuyển tuyến rồi. Hai vị ân nhân, ta là Thẩm Ngao của đại dịch Phúc Địa. Hiện tại có thắc mắc, xin hai vị hãy giải đáp nghi hoặc cho ta. Tiền bối không bận, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đổi một nơi khác rồi nói. Thủ đoạn đuổi mặc chi lực gọi là tịnh hóa chi quang. Bí thuật này người bên cạnh có thể tu hành được không? Hai đạo ấn ký này là thi triển, là căn bản bí thuật này của ta, mà tiền bối ban tặng hai đạo ấn ký này không ở mặc chi chiến trường. Người bên cạnh nghe rằng không tu hành được đâu. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi đã có được bí thuật này, tuyệt đối là phải bảo vệ tốt cho bản thân. Sau này một mình ngươi có lẽ sẽ làm bách vạn sư của nhân tộc đấy. Lời nói này đúng là xem trọng mình rồi. Cho dù mình có bản lĩnh tịnh hóa, nhưng muốn triệt để đánh bại mặc tộc, chủ yếu vẫn phải dựa vào thông thiên chi uy của các tiền bối rồi. Đúng rồi, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Tiểu càn khôn của tiền bối có phải là bị sứt mẻ gì đúng hay không? Không sai, chính là bị cắt bỏ tiểu càn khôn. Ta mặc dù là thất phẩm, nhưng thực lực lại không như trước đây. Vậy tiền bối xem thử thứ này có tác dụng với người hay không? Huyền Tẫn Ninh Quả. Bảo bối này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng, là một vị tiền bối khi chết đã tặng cho ta. Tiểu huynh đệ, vật này rất có tác dụng với ta, ta sẽ không từ chối đâu, sau này nhất định là sẽ báo đáp. Đúng rồi, trong nhà ta còn có con gái. Dừng lại, suy nghĩ của tiền bối đúng là nguy hiểm thật. Không, là sâu sắc. Thực lực của tiền bối hồi phục rồi, đối với kế hoạch của chúng ta cũng có sự giúp đỡ, không cần phải khách khí như vậy đâu. Chỗ ta còn có mấy linh quả, hay là tìm thêm người để dùng đi. Đúng là có một chủ ý hay, cục diện bây giờ, thêm một vài chiến lược đối với chúng ta mà nói cũng rất có ích. Hai vị không cần làm vậy, bọn họ sẽ không cần đâu. Tại sao? Mặc chi chiến trường cũng không kém hơn so với nơi khác, mọi người gặp được cơ hội hiếm có này, đều sẽ lựa chọn để lại thượng phẩm khai thiên. Mặc chi chiến trường mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn phương án có lợi với đại cục. Chính là vì những người này ở đây, thế giới tam thiên mới có sự yên ổn ngàn năm. Lãnh địa nào đó, thủ đoạn phi thường của vị tiểu huynh đệ, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Uy Nguyên Phúc Địa, Kỳ Tần Sơ. Đan Dương Phúc Địa, Linh Kỳ Trí. Chuyến đi này lại cứu được hai vị thất phẩm, thực lực của quân ta đã tăng lên rồi. Nhờ phúc của tiểu huynh đệ, tiểu càn khôn của ta đã không còn khiếm khuyết. Lần này đi về tiền tuyến, nhất định là sẽ giết bọn họ không kịp trở tay.
Có chuyện rồi. Của những mặc tộc này không đúng. Xem ra hình như là từ tiền tuyến chiến trường đánh lùi lại rồi. Lẽ nào bên tiền tuyến đánh xong rồi? Không thể nào. Đại quân của mặc tộc mỗi lần tiến công đều sẽ duy trì hơn 10 năm hay 20 năm, thậm chí là cả trăm năm. Không thể nào nhanh như vậy đã lui binh được. Bọn họ càng lúc càng gần lại rồi. Chúng ta có cách ra tay hay không? Nếu như ra tay, hàng trăm tên mặc đồ này có thể ứng phó được hay không? Tiền bối yên tâm, cho dù có bao nhiêu mặc đồ, vãn bối đều có thể cứu được bọn họ. Thế thì ra tay thôi. Có kẻ địch tập kích. Trận chiến này nhân tộc của ta toàn thắng. Phùng Sư Tỷ, người này là một tên mặc tộc mặc đồ vừa nãy ở trong đại quân của mặc tộc, mới được Dương tiểu tử cứu. Hắn nói có tình báo quan trọng muốn nói với chúng ta. Mấy vị sư thúc, đây là cái bẫy của mặc tộc, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mấy vị sư thúc, đây là bẫy của mặc đồ, xin nhanh chóng rời khỏi. Có ý gì chứ, nói rõ xem nào. Mặc tộc sớm đã nhận ra có bất thường nên phái người thu lưới điều tra. Lúc này, mặc tộc đang trên đường tới chi viện. Với lại lần này người chủ trì còn là một vực chủ. Ta đã nói toán mặc tộc này sao lại rút hết từ tiền tuyến về. Hóa ra là phát hiện ra hành động của chúng ta. Mặc tộc bên này tổn thất không nhỏ, chúng ta bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là không ngờ chúng lại phản ứng nhanh như vậy. Vực chủ, mặc tộc là sự tồn tại ngang hàng với bát phẩm. Nếu động chạm với cường giả như vậy, chúng ta chẳng có ai là đối thủ cả. Chư vị, đến lúc chúng ta mạo hiểm rồi. Ý Phùng Sư Tỷ nà, một mực muốn yên ổn, chỉ khiến cho hoàn cảnh của chúng ta thêm khó khăn, chi bằng xử lý chúng đi một thể, cược một phen. Ta đồng ý, người trong tay chúng ta tuy không nhiều, nhưng nếu tìm được cơ hội, chưa chắc đã bị xé lát trong tay của đại quân mặc tộc. Năm đó bị mặc hóa, lão phu đã chết một lần, các ngươi nói làm thế nào thì lão phu sẽ làm như vậy. Được, vậy chúng ta lập tức khởi hành. Quay lại giết Dương tiểu tử, chuyện này ngươi nhất định là phải theo sát ta. Sự tồn tại của Dương Khai có ý nghĩa rất lớn đối với nhân tộc, cho dù là mất mạng ta cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Tiền bối yên tâm, vãn bối không làm kìm chân của chư vị đâu. Mấy ngày sau, Mặc Vân, đám mây của Mặc ngày càng ít rồi, có nghĩa là chúng ta cách tiền tuyến ngày càng gần rồi. Là vực chủ của Mặc tộc, chư vị tiền bối áp sát ta. Đợi nát dù xảy ra chuyện gì thì mọi chư vị thì mong chư vị tuyệt đối là đừng dùng sức mạnh của mình. Tiểu huynh đệ, có chắc chắn hay không? Tiền bối yên tâm, ta sẽ không lấy mạng mình ra để đùa đâu. Đáng ghét. Đây là thần thông không gian. Đúng vậy, loáng một cái chúng ta đã được di chuyển tới xa vạn dặm. Không gian thần thông ta có nghe nói, nhưng nháy mắt đi tới khoảng cách xa thế này đúng là không ngờ tới. Tiểu huynh đệ, ngươi có thủ đoạn này tại sao không trực tiếp đưa chúng ta quay về? Không được, chúng ta quá nhiều người, ta không thể nào xác định nơi cần đến truyền tống, chỉ có thể đưa mọi người chạy trốn vào lúc mấu chốt mà thôi. Vì thế vừa nãy ngươi không để ta thôi động sức mạnh, cũng là vì lo lắng không gian thần thông bị chịu quấy nhiễu hay sao? Tiền bối nói không sai. Bây giờ vực chủ kia đã bị chúng ta cắt đuôi rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuất phát ngay thôi. Dương tiểu tử đi theo. 10 ngày sau, Bích Nạc Quan. Đến rồi, đây là một trong quan ải Bích Nạc Quan. Tiền bối, quan ải này là hành cung bí bảo hay sao? Không sai. Bên Mặc Chi chiến trường, quan ải của mỗi động thiên phúc địa đều là một tòa hành cung bí bảo. Hành cung bí bảo lớn như vậy, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Đây phải tốn bao nhiêu tài lực mới có thể tạo ra được. Phía trước chính là Bích Nạc Quan. Tiền tuyến, tiền bối,
chính là Bích Lạc Quan tiền tuyến. Tiền bối, nếu chúng ta đã có bí bảo của quan ải này, vì sao không trực tiếp tấn công một lưới diệt sạch Mặc tộc? Không được, bí bảo này thực sự quá lớn, cho dù là các não tổ cũng không thể nào thúc động thứ này, chỉ có thể phát huy ra một số phòng hộ chi lực của nó mà thôi. Đến cửu phẩm não tổ cũng không thể nào thúc động bí bảo này. Vậy tam thiên thế giới này chắc hẳn không ai có thể làm được. Xem tình hình này, dân tộc ta sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Phải làm một ván lớn đi, từ nơi này đột kích Mặc tộc hoặc là có khả năng có thể thắng được. Thời không đợi ta, chúng ta. Xin hỏi nơi này, là vị vực chủ đại nhân nào tọa trấn? Hồng Niêm vực chủ có lệnh truyền đạt. Hồng Niêm có tư cách gì mà truyền lệnh cho bản vực chủ cơ chứ? Chắc chắn là Hồng Niêm đại nhân có được vương tộc hiệu lệnh. Muốn cùng đại nhân liên hợp hành động, đành vậy để bọn chúng qua đây đi. Đừng làm việc dư thừa, tiến vào đi. Tính khẩu nhỏ bé như vậy mà lại dám hỗn xược như vậy. Mau, bù đắp vào huyết khẩu bên đó. Thương viên, mau đưa ra sau. Phía trước cố lên cho ta, tuyệt đối không thể nào để bọn chúng tấn công vào. Trung sư thúc, mau nhìn bên đó. Là kiếm long pháp tướng của Phùng Anh. Thật tốt quá, Phùng Anh sư tỷ chưa chết, tỷ ấy quay về rồi. Làm ầm lên cái gì vậy hả? Cô ta có chết hay không? Ta tự nhiên là nhìn rõ ràng rồi. Sư tỷ vậy mà lại quay về rồi, vậy chúng ta mau đi chi viện cho sư tỷ ấy đi. Cô ta chưa chết còn nguy hơn là chết rồi. Có lẽ người cũng biết tình hình của cô ta hiện giờ rồi đấy. Đúng rồi, nhân tộc rơi vào trong tay của Mặc tộc, hoặc là bị giết hoặc là bị luyện hóa thành mặc đồ rồi. Nhưng mà Trung sư thúc, Phùng sư tỷ đang công kích Mặc tộc vực chủ đó. Nếu thật sự đã chuyển hóa thành mặc đồ rồi, sao có thể công kích Mặc tộc? Không sai, không sai. Phùng sư tỷ có lẽ không hề bị luyện hóa, tỷ ấy là đang đánh trả lại. Xin sư thúc hãy ra tay cứu lấy Phùng sư tỷ. Đợi thêm xem, đề phòng có trá. Dương Khai, có sơ hở, cẩn thận. Ngươi vẫn ổn chứ? Còn chống đỡ nổi hay không? Vẫn ổn, tiền bối yên tâm. Vừa rồi thật là ngàn cân treo sợi tóc mà. Nếu không phải là có đề phòng, có lẽ là đã chết rồi. Mặc tộc vực chủ đó vậy mà lại bị Phùng Anh giết chết rồi. Không đúng, Phùng Anh đúng là rất mạnh, nhưng dựa vào bản lĩnh của cô ta, căn bản không thể nào giết chết vực chủ. Là Bạch Quang đó đúng là mấu chốt. Trung sư thúc, việc này còn có trá nữa hay không? Còn trá cái rắm gì nữa, mau cùng ta đi chi viện cho Phùng Anh. Không được, khoảng cách số người quá lớn, chỉ là không chờ chúng ta giết vào đến ải Bích Nạc đã chết hết rồi. Long hóa. Đây là cự long. Ta mở đường thay các người, tập trung hỏa lực. Tiên trì là người của ải Bích Nạc đến chi viện cho chúng ta. Khí tức của bát phẩm khai thiên, trung sư thúc. Toàn lực rút lui. Sau lưng các người giao cho ta, mau lên. Đừng để chúng chạy. Phía trước chính là ải Bích Nạc. Mau vào đi. Được rồi, tiếp theo là thời gian dọn dẹp. Long tộc này từ đâu đến vậy? Ta cũng không biết. Hắn quen ta ở chỗ Mặc tộc, chuyện này nói ra dài dòng. Long phụ hai tộc chấn thủ Bất Hồi Quan, tuyệt đối không thể nào dễ dàng đến Mặc chi chiến trường. Nếu hắn ở đây, chẳng lẽ nào Bất Hồi Quan xảy ra chuyện? Bảo hắn quay lại ngay. Dạ. Dương Khai, quay về. Vực chủ Mặc tộc tọa trấn ở đây đã chết, bọn Mặc tộc còn lại này chúng ta có thể đuổi cùng giết tận. Hậu phương của Mặc tộc sắp đến chi viện, bên này kéo dài càng lâu còn càng bất lợi cho chúng ta, rút lui trước đi. Cũng được. Hành cung bí bảo. Dương Khai, vị này là bát phẩm thái thượng trưởng lão, trung lương sư thúc của Bích Nạc Phúc Địa, phụ trách trấn thủ Bích Nạc Quan. Dương Khai gặp qua trung tiền bối. Chuyện phiếm nát nữa hãy nói, chúng ta vào trước đi. Đây là đang làm gì?
Tiểu tử này sao giống như là không biết chuyện gì về quan ải vậy? Mỗi người từ ngoài quay về đều phải trải qua kiểm tra, nếu không sẽ không cho vào trong quan ải. Sợ có mặc đồ trà trộn vào sao? Mặc đồ bị mặc hóa từ bên ngoài, nhìn không khác gì nhân tộc, thật sự trà trộn vào trong đám người cũng không dễ lộ ra. Đúng vậy, lúc đầu từng xảy ra loại chuyện này, mang lại tổn thất cực lớn cho chiến lực của nhân tộc, cho nên sau này đã có quy tắc này. Đó là cách kiểm tra gì? Chả lẽ lại muốn ta mở tiểu càn khôn cho họ xem? Nhưng một vòng này ít nhất cũng phải phí hơn nửa năm. Yên tâm, không phải kiểm tra tiểu càn khôn, bên này tự có thủ đoạn kiểm tra, lát nữa cậu sẽ biết. Đi thôi. Trong đại điện, chắc pháp trận này chính là mấu chốt của việc kiểm tra. Chắc những người này chính là người giám sát cường giả nhân tộc bên này. Vị tiếp theo, Dương Khai. Phong. Trung sư thúc, đây là hiểu lầm. Ta có thể đảm bảo Dương Khai không phải mặc đồ. Mặc trận đã phản ứng, thể hiện trong người của hắn có mặc chi lực. Nếu mặc chi lực đã có đó rồi thì sao lại không phải mặc đồ? Trong tiểu càn khôn của Dương Khai có thiên địa tuyền chấn thủ. Thiên địa tuyền càn khôn tứ trụ, ngươi chắc chứ? Ta đích thân xem qua rồi, có thể xác nhận. Nếu sư thúc không tin có thể kiểm tra lại. Chỉ là chuyện càn khôn tứ trụ trọng đại, nhiều người phức tạp. Mỗi người thân mang càn khôn tứ trụ đều chính là nhân tài bảo bối quý giá vô cùng. Sự tồn tại của người này đúng là khiến cho người ta phải ghen tị. Lui xuống hết đi, rút cấm chế luôn đi. Nhưng trung sư thúc à, hiện mặc trận có phản ứng với người này, chắc chắn hắn là mặc đồ. Ta tự có tính toán, cứ làm theo là được. Dương Khai có cách tịnh hóa mặc chi lực, sao có thể là mặc đồ? Nhưng mà hiện mặc trận đã có phản ứng với hắn, đúng là kỳ lạ. Mở tiểu càn khôn của ngươi ra. Tiểu càn khôn của hắn hơi đặc biệt, sư thúc đợi nát nữa đừng bất ngờ quá. Đặc biệt cỡ nào chứ? Không phải chỉ là thêm một thiên địa tuyền chấn thủ hay sao? Ngươi, không phải ngươi là lục phẩm hay sao? Sao tiểu càn khôn của ngươi đã từ hư hóa thực rồi? Lúc ta mới tấn thăng khai thiên, tiểu càn khôn đã từ hư hóa thực rồi, cụ thể nguyên do thì đệ tử không biết. Lúc ngươi tấn thăng là mấy phẩm? Ngũ phẩm. Nhớ ban đầu ta vất vả tu hành, lúc lên thất phẩm tiểu càn khôn mới từ hư hóa thực, tên này mới ngũ phẩm đã thành tựu như vậy, chắc chắn là trước kia chưa từng có ai. Ngươi là nhân tộc, vừa là long tộc à? Đệ tử xuất thân là nhân tộc, nhưng thân mang truyền thừa của long tộc. Hóa ra là thế. Tiểu tử này có cơ thể cực lớn, đủ để gọi là thất phẩm có sức mạnh đỉnh cao nhất trong nhân tộc rồi. Mặc chi lực này cứ như vậy bị phong trấn ở trong tiểu càn khôn của ngươi, không ảnh hưởng tới bản thân hay sao? Không ảnh hưởng gì, thậm chí đệ tử có thể mượn mặc chi lực này để ngụy trang. Trước đó chính là nhờ bản lĩnh này mới sinh tồn được 2 năm ở trong mặc tộc. Ngươi đã sống trong mặc tộc 2 năm, tiểu tử này to gan thật đấy. Ta cũng đang muốn nói với sư thúc chuyện này. Chuyến này ta bình an trở về, tất cả là nhờ phúc của Dương Khai. Là có chuyện gì sao? Là thế này. Sao, ngươi nói tiểu tử này có cách trừ khử mặc chi lực? Đúng vậy, trước đó lúc phối hợp với đệ tử giết vực chủ, Dương Khai từng thi triển một lần. Là ánh sáng trắng đó. Đi, mau theo ta đi gặp lão tổ. Nhân tộc ta đang bị nhốt nhiều năm ở trong chiến trường mặc này, tin tốt này chắc chắn là sẽ khiến lòng người phấn chấn. Xin nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Bích Lạc Quan, việc trên người của ngươi có thiên địa tuyền có bao nhiêu người biết? Trong số những người quay về có lẽ chỉ có Phùng Anh tiền bối biết. Vậy thì tốt, sự tồn tại của thiên địa tuyền cần phải giấu kỹ. Việc này một khi để lộ ra, chắc chắn là sẽ dẫn đến phiền phức. Trong Bích Lạc Quan có hơi ít người nhỉ? Nhân tộc quan ải có 2 đạo phòng tuyến,
Đến nay, đại chiến bạo phát ra, bên này đại đa số người đều đã chạy đến đệ nhất đạo phòng tuyến rồi. Tình hình trận chiến nơi này vô cùng thảm liệt, không biết là trên đệ nhất phòng tuyến lại là cảnh tượng địa ngục đến mức nào. Quên không hỏi người, người nào đệ tử nhà nào vậy? Vãn bối, coi như là người của Âm Dương Thiên, nhưng không phải xuất thân từ Âm Dương Thiên. Nếu không xuất thân từ Âm Dương Thiên, sao lại gọi nhà người của Âm Dương Thiên? Vãn bối là cưới đệ tử của Âm Dương Thiên, là cô gia của Âm Dương Thiên, hảo phúc khí, cô nương của Âm Dương Thiên, đều là rất không tồi đấy. Nói ra thì phía Bích Nhạc Quan có người của Âm Dương Thiên, đợi quay về có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi gặp. Bích Nhạc Quan không phải là quan nải cho Bích Nhạc Phúc Địa trấn thủ hay sao? Sao lại có người của Động Thiên Phúc Địa khác vậy? Mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa đều có điểm yếu và điểm mạnh của riêng mình, mọi người hợp tác với nhau mới có thể bù đắp cho nhau. Có đệ tử nhà khác ở đây cũng không có gì nạ. Lão phu sao lại cảm thấy ngươi đối với tình hình quan nải bên này giống như là không hiểu lắm vậy? Không giấu tiền bối, ta đối với quan nải bên này không biết gì hết. Đây là lần đầu tiên ta đến quan nải của nhân tộc. Sao có thể? Vậy sao ngươi lại bị ma tộc bắt được vậy? Cụ thể nguyên do không tiện nói, đợi sau khi vãn bối gặp được lão tổ sẽ tự bẩm rõ. Lão tổ bị thương rồi, chuyến này chưa chắc chúng ta đã gặp được ngài ấy. Nhân vật cấp bậc như lão tổ chính là cửu phẩm khai thiên, người thế này mà lại bị thương. Có phải đã bị thương khi chiến đấu với Mặc Chi vương tộc hay không? Khi lần đầu gặp Phùng Anh tiền bối rút lui, chính là lúc Mặc Chi vương tộc dẫn dắt Mặc tộc truy kích. Không sai, Mặc Chi vương tộc cũng không tốt hơn gì. Đến nay thì xem hai vị này, ai sẽ có thể hồi phục lại trước, thì có thể giành được phần thắng ở trên chiến trường. Kẻ này có bản lĩnh tịnh hóa Mặc Chi lực, lời này có phải thật không? Đây chính là Phùng Anh đích thân nói ra, hơn nữa cả trăm nhân tộc được tịnh hóa, cũng thông qua khảo nghiệm của Hiển Mặc trận rồi, sẽ không thể giả được. Không thể sơ sót, người nghĩ cách bắt một tên mặc đồ về kiểm nghiệm một chút. Hai vị tiền đối không cần phải bận, phía đệ tử đây có cách kiểm nghiệm. Mặc Chi lực. Thần quá, thật sự là thần kỹ. Các ngươi đợi một chút, ta tiến vào thông báo lão tổ. Vậy ánh sáng của ngươi còn có thể tiếp tục dùng hay không? Có lẽ vẫn có thể dùng tiếp, nhưng mà không kéo dài được bao lâu nữa. Chẳng lẽ đến một lúc sẽ tan hay thôi? Vậy thì cũng lãng phí quá. Tịnh hóa chi quang đến từ âm dương thuộc hành tự nhiên, cực kỳ quý hiếm. Cứ vậy mà nhìn nó tiêu tan đúng là quá đáng tiếc. Nếu là có cách bảo tồn gì đó thì tốt rồi. Thế nào, lão tổ chịu gặp chứ? Lão tổ không đáp lại, có lẽ đang ở trong thời khắc trị thương mấu chốt. Lão tổ trị thương đúng là không thể nào tùy ý ngắt đoạn, nỡ như xảy ra chuyện gì, nhân tộc chúng ta sẽ tiêu đời mất. Đợi lão tổ xuất quan, ta sẽ bẩm báo rõ việc này với ngài ấy. Dù gì người cũng đã bế quan rồi, cũng không cần phải quá vội vàng. Vậy tiếp theo đây người có dự tính gì? Tự nhiên là công bố cách tịnh hóa của Dương Khai cho mọi người. Đến nay chiến sự đã khởi, tin tức này chắc chắn có thể làm phấn chấn quân tâm đại đến mức lớn nhất. Tiểu tử, tiếp theo đây phải nhờ vào ngươi rồi. Bích Nhạc Quan đại điện nghị sự, chúng lão quỷ đang làm gì vậy? Bên đó còn đang xung đột mà giờ lại bảo ta tới đó thì không phải đang đùa hay không? Trương sư đã đừng nóng nảy, nếu chúng lão đã truyền tin cấp báo thì chắc chắn là có chuyện gấp. Người nhận quyền truyền đạt tới, các đệ tử bên dưới rằng cứ nghỉ ngơi đi. Ta muốn nói chúng ta phải xông đến, được lời trị thương của vương tộc Mặc để giết chết hắn. Chứ làm gì phải ngày ngày mở mấy cuộc họp vớ vẩn ở đây. Người có mạng qua đó giết, nhưng không có mạng quay về đâu. Người cũng là người cầm đầu. Không nhỏ bé gì, nói chuyện thì động não chút đi. Người nói ai không động não chứ? Ai đáp lời thì là người đó, các vị tiền bối. Lúc này tốt nhất là đừng gây thêm loạn thì hơn. Xin lỗi, đi trên đường làm chậm trễ chút thời gian. Tu môn thì không mất thời gian à? Tiền bối đi bắt tên mặc đồ đó về,
Xem ra là muốn ta thi triển tịnh hóa chi qua ngay trước mặt mọi người đây. Dù gì, trước mắt nhìn thấy cũng chân thực hơn là nghe thấy. Điền Tu Trúc trưởng lão của Hy Hòa Phúc Địa, Trung sư đệ, ta nghe nói trong quan có một toán người mới vào. Hiển Mặc Trận đã có phản ứng với một người trong số đó, chẳng lẽ chính là hắn? Không, là hắn. Vãn bối Dương Khai tham kiến chư vị tiền bối. Là ngươi? Đây hình như là Trung sư đệ đã cấy cấm chế cho ngươi rồi. Có vẻ ngươi không giống như là bị mặc hóa. Chẳng lẽ trong người của tên này có càn khôn tứ trụ? Điền sư huynh nói không sai, đúng là Dương Khai có thiên địa tuyển, một trong số càn khôn tứ trụ. Là sự thật hay sao? Ta nói tiểu tử này khí chất bất phàm mà, quả nhiên là không giấu được mấy não già này. Ta còn tưởng là đồ đệ của Trung não cơ. Trung sư đệ, tên này xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa nào? Tiểu tử này đã lấy hai đệ tử của Âm Dương Thiên, nên cũng được tính là cô gia của Âm Dương Thiên người. Không ngờ lại là người của Âm Dương Thiên, vậy chính là người một nhà rồi. Chắc chắn là tên này không phải là kẻ vô dụng, nếu không thì tông môn cũng không nỡ để hai đệ tử gả đi. Trung nương tiền bối từng nói trong Bích Nà Quan có người của Âm Dương Thiên, chắc chính là vị trưởng lão này. Dương tiểu tử, ngươi lấy đệ tử của ai? Người đệ tử đấy, một người là đệ tử thân truyền môn hạ của Từ Ninh Công trưởng lão, một người là đệ tử thân truyền của Trần Tu trưởng lão. Thì ra là Trần tiểu tử và Man tiểu tử. Năm đó ta đi quá sớm, đệ tử của hai tiểu tử này chắc là vẫn còn chưa ra đời. Dương Khai, lúc ngươi tấn thăng khai thiên là mấy phẩm? Bẩm điền trưởng lão, là ngũ phẩm. Ngũ phẩm? Tiếp theo chuyện ngươi phải làm là nghe cho kỹ đây. Điền huynh, chuyện này nói sau đi. Giờ Mặc tộc đang vây hãm Bích Na Quan, trước mắt chính là lúc cần gia tăng sức mạnh ở phía ta. Lưu huynh biết Điền mỗ không có tâm tư gì, đây chính là kế sách của toàn nhân tộc. Ta đương nhiên nào biết Điền huynh không hề có tâm tư, chỉ là sao ta cứ có cảm giác bất ổn nhỉ? Chuyện này liên quan đến toàn nhân tộc, không phải là chuyện của mỗi Âm Dương Thiên. Lưu huynh nếu thấy khó xử, tốt nhất là nên giữ im lặng. Ấy, nếu ngươi có càn khôn tứ trụ, theo lý là chống lại được Mặc chi lực đúng không? Vâng, đệ tử biết ạ. Thân có thiên địa tuyền, chắc chắn là tiểu càn khôn rất dồi dào sức mạnh, cũng không sợ sự xâm nhập của Mặc chi lực. Ở chiến trường Mặc, chỉ có bát phẩm khai thiên mới có tư cách sở hữu càn khôn tứ trụ để phân thắng. Với lại, Mặc tộc cũng sẽ không tha cho bất kể võ giả nhân tộc nào có càn khôn tứ trụ. Chỉ dựa vào tu vi lục phẩm trước mắt của ngươi, chỉ có thể rơi vào kết cục cùng tan biến với thiên địa tuyền mà thôi. Vừa rồi lúc ngươi nói tấn thăng chỉ có ngũ phẩm, cũng có nghĩa là kiếp này cực hạn của ngươi chỉ tới được bát phẩm, vốn không có tư chất sở hữu thiên địa tuyền. Ta nói như vậy ngươi hiểu chứ? Thế nên tiền bối muốn ta hiến thiên địa tuyền. Đại điện nghị sự của Bích Na Quan, tiền bối đây nào muốn ta hiến ra thiên địa tuyền hay sao? Không sai, ta biết vứt bỏ thiên địa tuyền có tổn hại với bản thân người. Vì thế bên trong quan sẽ chuẩn bị cho ngươi một huyền linh quả, giúp ngươi sửa chữa tiểu càn khôn. Ta cố ý che giấu chuyện càn khôn tứ trụ, chính là không muốn để chuyện phát triển như vậy. Dương Khai có thủ đoạn tịnh hóa Mặc chi lực, nếu như chọc điên hắn, không có lợi ích với nhân tộc. Dương Khai, ngươi hãy lấy đại cục của nhân tộc làm trọng, không thể nào chỉ quan tâm đến tư lợi. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không phải là người không biết lý lẽ. Tiền bối nói ta đều biết rõ. Ngươi hiểu thì tốt rồi, ta sẽ lệnh ngươi đưa huyền mục linh quả cho ngươi. Tiền bối khoan đã, nếu như sau này vãn bối có cơ hội thăng cấp đến bát phẩm, thiên địa tuyền này có thể giữ lại được không? Đó là đương nhiên, nếu như ngươi có thể thăng cấp đến bát phẩm, trong quan cũng sẽ dốc hết sức để giúp người. Vãn bối có thể thăng cấp đến bát phẩm. Tiểu tử, đừng ăn nói bậy bạ, khi ngươi thăng cấp khai thiên chỉ có ngũ phẩm, làm thế nào mới có thể thăng cấp đến bát phẩm? Không giấu gì các vị tiền bối, đệ tử may mắn dùng qua một viên thế giới quả trung phẩm mới thăng cấp lục phẩm. Thế giới quả sinh ở thế giới thụ, chẳng lẽ ngươi đã vào thái hư cảnh rồi sao? Vãn bối sớm đã vô tình bị cuốn vào trong đó, nên đã lấy được bảo bối ở trong. Một viên trung phẩm thế giới quả
không những có thể thăng cấp lên một phẩm giai, còn có thể thăng cấp được giới hạn tu vi. Cho dù là thăng cấp khai thiên chỉ có ngũ phẩm, cũng có cơ hội thăng cấp trên bát phẩm. Nếu đã như vậy, chuyện của thiên địa tuyền kết thúc ở đây thôi. Nhưng mà lão phu còn có một lời muốn nói. Nhờ các trưởng lão hãy chỉ điểm. Mặc chi chiến trường vô cùng nguy hiểm, vạn sự cẩn thận, nếu như ngươi xảy ra chuyện, đối với nhân tộc mà nói có thể là một tổn thất rất lớn. Điền sư huynh, nếu như ngươi biết trước đây hắn đã làm những gì, thì sẽ không nhắc nhở hắn những chuyện này đâu. Trước đây hắn đã làm gì? Tên tiểu tử này rất to gan, trước đây ngụy trang thành mặc đồ, chạy đến chỗ của mặc tộc đúng 25. Chuyến này Phùng Anh có thể an toàn từ mặc tộc trở về cũng là may mắn có hắn. Tiền bối đúng là không phúc hậu chút nào rồi, lúc này lại vạch trần ta. Nếu như điền trưởng lão hối hận thu lại thiên địa tuyền thì phải làm sao? Làm càn, nếu như ngươi bị vạch trần thân phận, xảy ra chuyện thì làm sao mà tốt? Đây đâu phải là to gan mà là vô pháp vô thiên. Sau này ngươi không được làm loạn như vậy. Vâng vâng, vãn bối đã nhớ kỹ trong lòng. Vãn bối cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chuyện này ta cũng không muốn. Ta vừa mới đến thì đã ở chỗ của mặc tộc rồi, ta có thể làm được gì chứ? Sau này ngươi không được làm loạn như vậy nữa. Vâng vâng, vãn bối đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần không lấy thiên địa tuyền của mình đi là được. Trung huynh vừa nãy nói, Phùng Anh có thể an toàn quay về đây, tất cả đều là nhờ phúc của Dương Khai, đây rốt cuộc là sao? Lào Dương tiểu tử, thả hiện cho bọn họ xem một chút. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng có qua đây. Cảm giác thế nào rồi? Bẩm trưởng lão, đệ tử cảm thấy giống như là một giấc mơ. Bây giờ nếu đã tỉnh mộng, sau này cẩn thận hơn một chút. Trung huynh, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Là tình huống gì các vị còn không hiểu rõ hay sao? Dương tiểu tử có một thủ đoạn, có thể tịnh hóa mặc chi lực. Thủ đoạn nhỏ không cần ngưỡng mộ. Đây, mấy nghìn năm, nhiều năm như vậy, chúng ta không phải không thử cứu đệ tử bị mặc hóa, nhưng vẫn chưa bao giờ thành công. Cuối cùng đệ tử của nhân tộc chúng ta cũng đã được cứu rồi. Bí thuật này nếu như có thể mở rộng ra bên ngoài, sau này nhân tộc chúng ta sao phải sợ mặc tộc nữa? Không sai, nếu như người đều có thể nắm giữ được thủ đoạn này, sẽ không có người bị chuyển hóa thành mặc tộc nữa. Chúng ta có thể yên tâm giết vào hang ổ của mặc tộc rồi, đem bọn họ diệt tận gốc. Các vị trưởng lão, bí thuật này không thể nào mở rộng ra bên ngoài được, người bên cạnh không thể nào tu hành được, chỉ có đệ tử mới có thể thi triển ra được thôi. Chư vị trưởng lão, thuật này không thể nào lan truyền, người khác không thể nào tu hành, chỉ có đệ tử mới có thể thi triển mà thôi. Nếu đã là bí thuật thì sẽ có cách tu hành, chỉ cần truyền bá ra là sẽ có người tu hành thành công, tại sao lại không thể? Chư vị trưởng lão sai rồi, bí thuật này không phải vạn bối tu hành mà có được, là do được cao nhân ban cho. Hai ấn ký này chính là căn nguyên của tịnh hóa chi quang, là vạn bối có cơ duyên được hai tiền bối Thái Dương Trước Chiếu và Thái Âm U Huỳnh ban cho. Trước Chiếu và U Huỳnh, không ngờ ngươi đã từng gặp họ. Nghe nói hai người này là cao nhân thời xưa, thọ cùng thiên địa. Tử vực hỗn loạn nơi họ ở là vùng đất chết, trước giờ chưa từng ai gặp được họ. Tiếp xúc với họ một thời gian, có chút giao tình, cũng chính là không đánh không quen. Người ta chính là bị người đánh đó. Không đánh không biết. Có giao tình với hai người đó, thế này dù là các lão tổ cửu phẩm cũng không dám nói ra. Chuyện là như vậy, không phải vãn bối tự giữ khư khư, không muốn truyền thụ mà là không thể truyền thụ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không sao, ta sẽ cho vị Dương Khai trấn thủ vị trí trung tâm của chiến trường, thay đệ tử của tộc ta tịnh hóa mặc chi lực xâm nhập cơ thể. Ngoài ra các người cũng cố bắt sống mặc đồ, được cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được, nơi trưởng lão, đệ tử sẽ dùng tịnh hóa chi quang, sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên, ngài có thể phân phó bảo họ cố tránh bị mặc hóa đi. Ngươi yên tâm, tranh đấu bao nhiêu năm đã quen rồi, dù biết được tin này thì họ cũng không dễ dàng để mình bị mặc hóa đâu. Vậy thì tốt. Tài nguyên mà Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ ban cho là thuộc tính hiếm có, ta vẫn nên giữ lại một ít sau này dùng. Được rồi, mặc tộc vẫn đang
cố đánh Bích Nạc Quan, chư vị đừng ở lại đây lâu. Chúng ta vẫn nên về xử lý chiến sự trước đi. Trung tâm của chiến trường, người trấn thủ ở đây, sau khi chiến sự nổ ra sẽ không ngừng có mặc đồ tới xin giúp. Lúc đó phải trông vào ngươi rồi. Trung tâm trưởng lão yên, trung trưởng lão yên tâm, chỉ cần là vấn đề bị mặc chi lực xâm nhập, ta đều có thể giải quyết. Nhiệm vụ sau này của ngươi là bảo vệ hắn, nếu nhân lực không đủ, ta cho ngươi quyền điều động người quan trọng. Đệ tử tuân lệnh. Bên này, mau đưa người qua đây. Sao vậy? Hùng sư tỷ, họ bị mặc chi lực xâm nhập rồi, sư thúc bảo ta tới đây tìm người tên là Dương Khai, nói là có cách hóa giải. Tham kiến sư huynh, ta là Dương Khai. Người, có thể cứu được hay không? Trông mới chỉ là lục phẩm khai thiên, làm được chuyện gì lớn cơ chứ, chẳng lẽ sư thúc đang đùa ta sao? Sư huynh yên tâm đi, để hai người họ cạnh nhau tiện cho ta thi triển. Được. Giữ họ lại, đừng động đậy. Được. Tịnh hóa chi quang. Thần kỳ thật, mặc chi lực trong người của bọn họ đã bị trừ khử hết rồi. Đại ơn mà không đòi báo đáp. Sau này có chỗ nào cần Dương sư huynh cứ phân phó ta. Sư huynh nặng lời rồi, đây là trách nhiệm của ta. Chiến sự ở tiền tuyến cấp bách, ta phải nhanh chóng trở về. Nếu ta may mắn mà sống sót, sẽ về uống chúc mừng với Dương huynh. Chúc các vị thắng trận trở về. Tuy vậy nhưng không biết họ sẽ sống được bao lâu trong chiến trường khốc liệt này. Họ cũng là con người ta, họ cũng là con của người ta, cũng có con cái, mà năm nào cũng ở trên chiến trường này tàn khốc. Họ sớm đã coi chuyện sống chết như cơm bữa. Giống như đa số người của Động Thiên Phúc Địa, coi hòa bình không dễ dàng này rất là bình thường.